quay trở lại với kênh review sản phẩm loa karaoke Bluetooth hay gọi là loa kéo. Và hiện tại thì chúng tôi có mẫu mới về là Boss DK4949 với chiều cao rất là lý tưởng và với sở hữu được thiết kế là gồm có hai bát bốn tấc nhôm, một chung chất vàng và một chất vàng, và được thiết kế là gồm có lớp gỗ được phủ lớp sơn màu đen, lưới màu vàng. Sở hữu cặp micro UHF và có thể được chỉnh tần số nha quý anh chị. Và ngoài ra thì sản phẩm này được sở hữu bình 20A để mà đảm bảo cho quý anh chị chúng ta chơi lâu dài trong thời lượng là từ 6 đến 7 tiếng. Và sản phẩm của chúng tôi thì được bảo hành 12 tháng. Và quý anh chị chúng ta có thể xem được những cái thiết kế rất là đẹp và sang trọng trong với tầm giá là hơn 8 triệu. Thì với tầm giá hơn 8 triệu này thì quý anh chị sẽ được bảo hành 12 tháng. Và quý anh chị đừng có lo, thì trong quá trình sử dụng nếu sản phẩm có bị trục trặc hoặc là sự cố gì thì quý anh chị có thể liên hệ trực tiếp cho bên loa kéo của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tư vấn và hướng dẫn cho quý anh chị được chỉnh lại làm sao để hài hòa nhất. Bởi vì phương châm của chúng tôi là khách hàng là thượng đế, nên thành thử là những cái này thì chúng tôi ưu tiên lên về phòng chăm sóc khách hàng là trên hết. Thì ngay sau đây thì mời anh chị chúng ta cùng tham khảo lại những cái hình ảnh, những cái video review thực tế của chúng tôi, và sau đó thì quý anh chị sẽ được lắng nghe qua cái đoạn review nhạc không cũng như là review về micro. Và với micro này thì rất là hút, thì ngay sau đây quý anh chị sẽ cùng lắng nghe thử về chất lượng âm thanh cũng như chất lượng micro của chúng tôi như thế nào nhé. Cảm ơn quý anh chị. Về phần quý anh chị mua hàng á, thì anh chị có thể là xem những cái thông tin ở dưới phần mô tả của chúng tôi, thì chúng tôi có để lại thông tin số điện thoại cũng như là địa chỉ. Quý anh chị có thể đến trực tiếp đây để thử loa, và thử loa nếu hài lòng với quý anh chị thì quý anh chị mua, còn không hài lòng không sao cả quý anh chị. Còn giao hàng thì chúng tôi giao hàng trên toàn quốc, thì quý anh chị chỉ cần inbox số điện thoại cho chúng tôi hoặc gọi trực tiếp thì tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho quý anh chị. Bây giờ mời quý anh chị chúng ta cùng lắng nghe qua chất lượng âm thanh. Chân đơn côi gót mòn đại lộ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lặng tâm tư đi vào dị vãng, đường tình không chung lối mang nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dìu em rất mong vừa tròn tình thắm môi hồng, đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiếc vì mãi bước theo chồng. Em sáng ngắt rồi trốn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ sầu thấm ướt đôi mi, một lần cho ước nguyện tình yêu cuối, thương yêu không tròn thôi xa từ đi em. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau, nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Vâng, thì ai thấy con DK 4949 thì hay, nhớ để like, subscribe, ủng hộ kênh YouTube mình nha. Thì tầm giá hơn 8 triệu, từ mọi người đã sở hữu một con DK 49 Bad Boy 4 tấc nha mọi người. Đó, tặng kèm quà tặng rất hấp dẫn bên mình luôn, đó là một thùng Coca 24 Long Xuân. Đây. Tuổi đời chân đơn côi gót mòn đai lũ buồn, đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lặng tâm tư đi vào
vàng. Đường tình không chung lối, mang nối tiếc cho nhau. Ngày nào dành trong tay lối về cùng hẹn hò, dìu em rất mong vừa tròn tình không phôi nồng. Đêm dài lưu luyến nghẹn ngào trong thương tiếc, vì mãi bước theo chồng. Em sát ngát rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ sầu đắm ướt đôi mi. Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu vui, thương yêu không tròn thôi dã từ đi em. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn và hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười giây phút bên nhau. Nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Giây phút bên nhau nay còn đâu nữa người về trong thương nhớ, người đi. Quý anh chị, chúng ta cũng đã lắng nghe qua được chất lượng âm thanh của dòng sản phẩm Boss DK4949 như thế nào rồi đúng không ạ? Thì với mua sản phẩm thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp qua tôi số điện thoại là 0972 868 395, hoặc số điện thoại 0797 989 656. Thì khi liên hệ thì quý anh chị sẽ được chúng tôi tư vấn trực tiếp. Và ngoài ra thì nhân dịp Tết đến xuân về thì chúng tôi cũng có quà tặng kèm theo cho quý anh chị, đó là một thùng Coca-Cola để cho quý anh chị chúng ta cùng đón Tết ha. Và đây cũng là như những lời tri ân của chúng tôi muốn gửi tặng tới quý anh chị, và xin kính chúc quý anh chị chúng ta sẽ chọn được mẫu loa cho mình ưng ý, và chúc cho mùa xuân năm nay thì quý anh chị chúng ta gặp nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Một nữa thì xin được trân trọng kính chào.